Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2017, anh Bùi Ngọc Thạnh cùng bạn gái là Dương Thị Cẩm Nhung đi uống bia với Lê Văn Tùng, Lê Văn Tuấn, Lê Minh Tuấn tại một quán nhậu trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đến khuya cùng ngày, Tùng đòi chở bạn gái của anh Thạnh về. Tuy nhiên anh này không đồng ý rồi chở chị Nhung về nhà trọ. Cùng lúc này, Tùng cùng nhóm bạn cũng điều khiển xe máy về tụ tập gần khu vực nhà trọ của Nhung để nói chuyện. Chứng kiến sự việc, bạn của anh Tùng khuyên thanh niên này đừng xen vào chuyện tình cảm của anh Thạnh và chị Nhung. Một lúc sau, anh Thạnh chạy xe từ phòng bạn gái đi ngang, thấy nhóm Tùng thì rồ ga, lạng xe vào phía Văn Tuấn. Nam thanh niên này né qua một bên rồi đạp vào người Thạnh nhưng không trúng. Thạnh xuống xe, nhặt hai viên gạch, đi bộ về phía nhóm Tùng để giải quyết mâu thuẫn. Dù được nhiều người can ngăn nhưng hai bên vẫn xảy ra ẩu đả. Tùng ôm anh Thạnh từ phía sau để Minh Tuấn và Văn Tuấn dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tử vong. Sau khi gây án, ba thanh niên trốn khỏi hiện trường nhưng bị camera an ninh tại con hẻm ghi hình. Các hung thủ bị bắt sau đó.